Rồi, đâu đâu có hình ảnh gì không em? Có hình không? Cho chị xem. Chị nhìn ra em không? Cao 1m6, sinh năm 87, là năm nay là 33 tuổi. Tìm đi, một cô gái 1m6. Có hai người à, chỉ lựa chọn một trong hai thôi, quá đơn giản. Anh ấy là ai? Một chàng trai cùng tuổi luôn đúng không? Sinh năm 87 luôn đúng không? Rồi, còn bên đây, 2, 4, 5 cô gái hãy chọn cô nào? Họ mày thách đố chưa? Có hai anh là quá dễ, xác suất 50-50 nha. Mà em thấy giống nhau. Chọn anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh đó? Cảm giác thôi. Cảm giác, rồi để nó đi, coi đúng hay không? Em nghĩ là cái bạn ngoài này này. Bạn nào? Tại sao chọn bạn đó? Thì em nghĩ là... Bạn này đúng không? Kiểu nó ai thôi, không biết, không rõ được. Rồi, hôm nay tôi gả cái cặp đôi đó với nhau. Dạ, xin mời quý vị hãy hướng mắt về cánh cửa trái tim, coi anh đó và cô đó là anh nào và cô nào. Xin mời hai bạn hướng mắt về cửa trái tim. Có gì em giới thiệu cái tìm được em chưa? Chưa, giờ tìm đi, thấy chưa? Bên này. Rồi, xe bé. Rồi, thấy xe bé rồi phải không? Tại cái cô này chắc em không dám giới thiệu cho bạn em nữa rồi. Sao vậy? Tại bạn em có vợ. Trời ơi, anh có vợ rồi nha em. Trời ơi. Tặng em nhận em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà gửi tặng anh ngày đầu gặp vợ. Rồi, quà gì vậy em? Dạ, một sợi thắt lưng. Sợi thắt lưng. Mở ra xem đi em. Sợi dây nịt, mình nghĩ nghĩa đen là thắt lưng, còn nghĩa bóng là có thể móc vô cái cổ em kéo đi luôn á. Hiểu không? Được không? Được không? Dạ thì gọi là cái duyên mà chị, từ từ rồi biết đâu được. Biết đâu được ha. Thôi được rồi, bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai bạn một cái khoảng thời gian riêng để trò chuyện, để tâm sự với nhau, có một bữa ăn với nhau tại nhà hàng Vị Ngon. Rồi, đẹp trai luôn. Rồi, giới thiệu đi anh. Em chào chị Cát Tường, chào bạn gái, chào quý vị khán giả. Em tên là Đoàn Trọng Hùng. Đoàn Trọng Hùng. Đúng rồi. Em năm nay 33 tuổi, hiện tại bây giờ đang làm nhân viên biêu tá cho một công ty chuyển phát ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở đâu Hùng? Em quê ở Hà Tĩnh. Quê Hà Tĩnh, mình vào đây lâu chưa? Em vào đây được hơn 2 năm. Vào đây hơn 2 năm. Vào đây ở với ai, ở đâu? Hiện tại bây giờ thì em đang ở với mẹ và vợ chồng em gái ở quận 12. Rồi, mời em gái. Chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Đan, em năm nay 33 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Quê Đan ở đâu? Dạ, em cũng ở Bình Dương, từ nhỏ lớn giờ cũng ở có chỗ. Rồi. Em hiện đang làm kế toán tại công ty MBS ở Thủ Dầu Một. À, Thủ Dầu Một. Có khi nào đi tới Bình Dương không? Em đi suốt. Đi suốt. Có ngại quen bạn gái ở Bình Dương không? Có xa xôi gì không? Theo em nghĩ là không sao. Gần xịt ha, với lại bây giờ công nghệ mà. Gọi FaceTime một cái thấy liền, kiểm tra được ngay ha. Có muốn chạy lên thì cũng 30 phút, 45 phút là tới rồi đúng không? Cũng rất dễ dàng, thuận tiện trong việc hẹn hò. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em có điểm mạnh là nấu ăn ngon, với lại thích trang trí các món ăn đẹp mắt nữa. Trong công việc thì em rất là nhạy bén, tức là mình tiếp thu công việc rất là nhanh. Trong các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thì mình rất là nhiệt tình, rất là hòa đồng. Tuy nhiên cái điểm yếu của em là hay chia sẻ, nhưng mà em chia sẻ những niềm vui thôi, còn nỗi buồn thì em không có chia sẻ. Mỗi buồn biết tỏ cùng ai, để tìm ví dụ người thân, ba mẹ, anh chị em, hoặc là mình cũng có một vài người bạn nào gọi là tri âm tri kỷ, mình chia sẻ người có bớt. Chia sẻ nhưng mà rất là ít, cũng một phần nào là một phần nào đó cũng vẫn giữ lại cho riêng mình. Cái này hay vì giống như mình sống tình cảm, cái là mình rất là dễ xúc động á chị, em dễ rớt mắt lắm. Những người sống nội tâm rất khổ. Thế còn em sao, điểm mạnh điểm yếu? Em thì em cũng có thể nấu ăn được, tự lập bản thân được. Thế trong công việc thì cũng hoạt bát, cũng có gọi là cái tính ham học hỏi, cầu tiến. Điểm yếu? Cái nhược điểm của em thì chắc tại do hiền quá hay sao, hay bắt nạt em. Ai bắt nạt em vậy? Em hầu như là ai cũng thử. Ai cũng bắt nạt em hết. Trời ơi, hiền quá, ai cũng bắt nạt. Thiệt tình có tật xấu gì không? Dạ, không, em nghĩ là không. Thủ che cờ bạc gì không? Thì cờ bạc thì không, rượu chè thì lâu lâu, tầm tháng hơn tháng anh em ngồi với nhau thì được. Hút thuốc rồi nhiều không? Thuốc thì trước có nhưng mà giờ không hút nữa. Không hút nữa? Vâng. Chắc không đó? Chắc. Ồ, vậy cũng tốt. Rồi,
Về tình trường đi em. Tình trường mình trải qua mấy mối tình rồi? Em từng kết hôn khi mới 20 tuổi thôi. Sau đó 5 năm sau em ly dị. Có cháu nào? Dạ có một bé năm nay em 11 tuổi rồi. Ở với mình hay là ở dạ, với ba ở nó? Với em. Ở với em. Mối tình đó mình quen nhau bao lâu rồi mình kết hôn? Chắc là đó em quen nhau khoảng một năm mấy, nhưng mà nó còn quá trẻ, mình không có suy nghĩ chín chắn. Hai người đều không có cái biết gì, nói chung là không có khái niệm về hôn nhân gia đình là gì, nên là không có gìn giữ được. Thì cũng cố gắng được 5 năm, thì khi mà cảm có người thứ ba thì em buông tay. Phát hiện cũng 2 năm em phát hiện, nhưng mà em chịu được 2 năm thì em không dứt khoát. Có khi em phát hiện thì em có nói chuyện với ảnh không? Có. Và ảnh vẫn vậy, ảnh không giải quyết được? Dạ nói chung là không có dứt khoát. Ly hôn vậy là bao nhiêu năm rồi? 7 năm rồi. 7 năm rồi. Vậy trong 7 năm qua thì nuôi con một mình có khó khăn gì không em? Dạ không, em cũng ở chung với ba mẹ, rồi em trai em gái nên cũng nhiều người hỗ trợ em. À, cũng có gia đình làm điểm tựa. Dạ đúng rồi. Rồi vậy trong 7 năm qua mình có thêm được mối tình nào sâu đậm nữa không? Cũng có những mối tình nhưng mà cũng không sâu đậm lắm. Mình tìm hiểu, mình cảm thấy không phù hợp. Thì có những người ví dụ như là người ta chưa từng đổ vỡ, thì mình đã đổ vỡ vì bản thân mình cảm thấy ngại. Chứ hẳn người ta ngại do tự mình ngại. Dạ trước. Đúng rồi, tự mình ngại trước. Rút kinh nghiệm ha, lần sau cái có cơ hội, tụi cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, có cơ hội mình cứ nắm bắt, câu chuyện sau này cứ từ từ tính sau em ơi, mọi tại sự tùy mới đi. Cái mình chưa có sẵn sàng nữa, hôn nhân mới thì bây giờ sẵn sàng chưa? Giờ lâu rồi thì thấy nó mình cần một cần cái thiết. Điểm tựa. Dạ rồi, cái hoàn cảnh của bạn gái này thì em có suy nghĩ gì không? Em trước đây cũng đã từng kết hôn một lần, nếu như mà tính cái tổng thời gian á thì có thể chắc khoảng được một năm. Sau thì hai người ly thân, nhưng mà vì là thứ nhất là cái công việc của bạn kia là ly thân xong là bạn đã xuất ngoại luôn. Thành thử là đến năm 2017 là lúc đó mới có cái quyết định ly hôn chính thức, và lúc đó mới về mới làm lại cái quyết định ly hôn chính thức á. Thì tính ra từ cái thời điểm đó đến bây giờ thì em cũng theo cái công việc thì em cũng không quen biết không ấy gì ai hết. Mà em có cháu nào chưa trong một năm sống dạ, với con? Em chưa. À, có lỡ kết hôn mà chưa có con. Vâng. Mà nguyên nhân sao ly hôn? Thì thứ nhất là vì cái bất đồng quan điểm ngay từ đầu ấy, bọn em cái thời điểm đó là cũng thứ nhất là cũng nóng vội, đâm ra là nhiều khi nó không biết được cái hậu quả phía sau. Sống được với nhau thời gian thì cảm thấy không thể hòa đồng được với nhau, thì chấp nhận thôi, thì cả hai cùng thống nhất là tạo cho nhau một cái lối đi riêng thôi. Nói chung là cả hai đều đã có ly hôn, đã gãy đổ. Chúng ta cũng trải nghiệm cuộc sống nhiều rồi. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ nắm bắt cái cơ hội này nha. Thế em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Trước tiên người đó phải là thương trẻ con. Thương trẻ con. Với lại là sống có chiều sâu á chị. Rồi. Tức là không có hời hợt. Biết chia sẻ việc nhà. Nói chung là phụ nữ thì việc nhà đều làm được cả. Nhưng mà mình muốn có một sự chia sẻ để cho nó vui. Nó vui, có trách nhiệm. Cái cảm giác nó ấm áp. Đúng rồi. Dạ. Về ngoại hình. Ngoại hình đó. 1m65 trở lên là gì? Em cao mét nhiêu em? Em 68. Mét 68 dư vào không? Biết nấu ăn không? Ôi là anh biết không? Mà em làm được. Làm được. Yên tâm. Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất là mình cũng lớn rồi. Thứ hai là cũng một lần rồi. Thì bây giờ cái riêng cái gọi là cái tiêu chuẩn á, thì em cũng không có gì, chỉ có là ví dụ như kiểu cái người bạn đó đã xác định, ví dụ như kiểu mà thương nhau á thì là thương cho rõ ràng luôn, chứ đừng có giống như kiểu là hôm nay thì hôm nay ngày mai có nghĩa xác định tìm hiểu là tiến tới hôn nhân chứ không phải là để vui đùa, chứ không phải là như vậy. Còn ngoại hình, về cái ngoại hình thì em nghĩ là bạn gái cao mét khoảng 55 trở lên là được rồi. Còn về cái vẻ mặt cũng dễ nhìn tí là được rồi. Em cũng không có cái gì gọi là nó khó khăn gì đó nữa hết. Cần một bạn gái cao từ 1m55 trở lên thôi. Em mét 6 lận chị. Mét 6 lận cũng không có tiêu chuẩn gì đặc biệt. Rồi, đâu có hình ảnh gì không em? Có hình không? Cho chị xem. Chị nhìn ra em không? Cao 1m6, sinh năm 87, là năm nay là 33 tuổi. Tìm đi, một cô gái 1m6. Có hai người à. Chỉ lựa chọn một trong hai thôi, quá đơn giản. Anh ấy là ai? Một chàng trai cùng tuổi luôn đúng không? Sinh năm 87 luôn đúng không? Rồi, còn bên đây 2, 4, 5 cô gái hay chọn cô nào? Họ mê thách đố chứ. Có hai anh là quá dễ, xác suất 50-50 nha. Mà em hay giống nhau. Chọn anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh đó? Cảm giác thôi. Cảm giác, rồi để nó đi, coi đúng hay không. Em nghĩ là cái bạn ngoài này này. Bạn nào? Tại sao chọn bạn đó? Thì em nghĩ là bạn này đúng không? Cái kiểu nó ấy thôi, không biết, không rõ được. Rồi, hôm nay tôi gả cái cặp đôi đó với nhau. Dạ, xin mời quý vị hãy hướng mắt về cánh cửa trái tim, coi anh đó và cô đó là anh nào và cô nào. Xin mời hai bạn
Hướng mắt về cửa trái tim. Có gì em giới thiệu cái... Tìm được em chưa? Chưa, giờ tìm đi, thấy chưa? Đây này. Rồi, xe bé. Rồi, thấy xe bé rồi phải không? Tại cái cô này chắc em không dám giới thiệu cho bạn em nữa rồi. Sao vậy? Tại bạn em có vợ. Trời ơi, anh có vợ rồi nha em. Trời ơi. Tặng là... nhận em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà gửi tặng anh ngày đầu gặp vợ. Rồi, quà gì vậy em? Dạ, em sợi thắt lưng. Sợi thắt lưng. Mở ra xem đi em. Sợi dây nịt, mình nghĩ nghĩa đen là thắt lưng. Còn nghĩa bóng là có thể móc vô cái cổ em kéo đi luôn á. Hiểu không? Được không? Dạ thì gọi là cái duyên mà chị từ từ biết đâu được. Biết đâu được ha. Rồi được rồi. Bây giờ thì chị Từ sẽ dành cho hai bạn một cái khoảng thời gian riêng để trò chuyện, để tâm sự với nhau. Có một bữa ăn với nhau tại nhà hàng Vị Ngon. Xin mời thưởng thức đồ ăn ạ. Trời ơi hấp dẫn quá. Đây là món bánh mì pate của nhà hàng Vị Ngon nha. Nhớ là vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự với nhau. Ít phút nữa chị Từ sẽ quay trở lại. Tự tin nha. Hồi nãy giờ nói hơi nhỏ, nói lớn lên chút xíu bạn gái mới nghe được nha. Muốn lấy vợ nữa không trời? Được không? Ổn không? Được. Rồi, xin mời hai bạn tự nhiên, chúc hai bạn ngon miệng. Dạ. Từ Hà Tĩnh lên vô đây bao lâu rồi? Từ ngoài quê thì vô đây được 2 năm. Cũng mới vô đây à? Cũng mới. Trước đây là ở đâu? Ở đâu quê? Trước đây là ở ngoài quê. Trước đây là cũng có môi trường ở trong quân đội một thời gian ở ngoài quê. Thế là anh đi bộ đội rồi mới giờ đang đi làm. Đúng rồi, không. À, anh chỉ phát giờ đây, anh chắc hay đi giao hàng ở Bình Dương à? Không phải, hiện tại bây giờ là chỉ có phụ trách ở cái chỗ Gò Vấp thôi. Nhưng mà tại cái khu Bình Dương thì là mình lại có anh trai ở dưới đó. Thì hầu như tuần nào cũng xuống dưới đó. Nhưng mà anh trai anh ở đâu? Ở đâu Bình Dương? Tân Nguyên. Tân Nguyên, em cũng ở Bắc Tân Nguyên nè. Mình cũng một lần đã kết hôn rồi, thì bạn cũng một lần rồi. Thì chỉ mong là... nếu như trường hợp mà cho nhau một cái cơ hội có thể tìm hiểu nhau rồi cái quan điểm của mình bây giờ nó rõ ràng luôn, là ví dụ như tìm hiểu nhau xác định tiến đến với nhau á, thì lúc đó là rõ ràng, chứ không phải là mình có thể tìm hiểu một thời gian cho nó cụ thể luôn, rồi là mình xác định cái chuyện của mình luôn, chứ không phải là yêu đương để nó có hay không đấy. Dạ thì nói chung thì mình phải có một khoảng thời gian tìm hiểu là có phù hợp với nhau không. Đó thì tức nhưng là em vậy. Thì em rất là ngại vấn đề là mình đã có một đứa con rồi, em có ngại vấn đề đó không? Về cái vấn đề mà chỗ trẻ con á, thì thật sự là mình cũng thích trẻ con lắm. Trong cái khu chỗ mình ở đó, hầu như trẻ con đứa nào cũng quý. Nhưng mà tại con gái em này cũng lớn rồi, nó cũng không hẳn là trẻ con nữa. Nhưng mà ý là em cảm giác là một cái người đàn ông mà thương trẻ con thì sẽ vun vén cho gia đình mình rất là nhiều. Anh có vấn đề gì hỏi em không? Tại bây giờ thì mình là ở ngoài quê vô á, thì nói thẳng ra cái hiện tại bây giờ là mình hai bàn tay trắng, cái cuộc sống nó hơi khó khăn một xíu, thì đó có phải là cái trở ngại cho bạn hay không? Em là nói chung mình không lười biếng là được anh, mình chịu làm là được. Anh đi làm như vậy thời gian rảnh không lúc nào? Thật sự là cái công việc của mình nó bắt đầu từ khoảng 7 giờ sáng và nó kết thúc vào tầm khoảng sau 7 giờ tối. Thì cái khung thời gian đó mình mới rảnh được. Còn bình thường có thể ví dụ như gọi điện hay các kiểu thì mình vừa chạy xe mình có thể nghe được. Cái đó là bởi vì cái công việc của mình đặc thù nó như vậy. Tức là anh thường xuyên lái xe? Đúng rồi, mình thường xuyên mình cỡ dùng cái xe máy để mình giao hàng với người ta. Giao hàng, giao thư các kiểu á. Thì hầu như là cái thời gian là không có nhiều. Trời ơi, nãy giờ sao ăn gì cho ăn gì chứ vậy? Tâm sự không vậy đó hả? Mắc cỡ chị. Trời ơi, rồi nãy giờ nói lớn cho em, nói lớn chưa? Chưa luôn hả? Rồi em nghe được cái gì không? Cứu luôn chị. Trời ơi, kỳ vậy ông ơi. Rồi bây giờ mời bạn em gái vô rồi góp ý cho anh trai xíu nha. Mời em gái vô cưng ơi. Dạ, chào em tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người trong trường quay. Em là Hường, em gái của anh Hùng ạ. Em ruột hả? Vâng. Nhà mấy anh chị em? Dạ bốn á. Bốn là anh ảnh thứ mấy, em thứ mấy? Em út anh thứ ba. Em út anh thứ ba. Bình thường anh trai có tật xấu gì không em? Em thấy cũng bình thường. Bình thường hả? Thấy anh mình có gì xấu hết trơn á hả? Bình thường anh cũng rụt rè nhút nhát vậy hả? Dạ đúng rồi. Thật ra thì lúc nào quen thì mới ấy thôi. Ấy là sao? Thì mới bắt đầu mới mạnh dạn hơn, cởi mở hơn vậy đó chị. Chắc là gặp người lạ đó.
chứ bình thường cũng ăn to nói lớn chứ đúng không? Đúng rồi, con trai mà chi. Ờ, mà sao làm gì rụt rè mắc cỡ e thẹn hoài vậy trời ơi trời. Thiệt luôn á. Rồi hôm nay nãy giờ em ngồi em chứng kiến thì em thấy hai anh chị như thế nào? Em nhận xét gì về chị gái này? Dạ em thấy chị gái thì cũng hiền lành cởi mở. Rồi hai anh chị cũng đã từng có những vấp ngã trong chuyện tình cảm ấy. Thì em muốn là hai anh chị tạo điều kiện cho nhau, tìm hiểu nhau rồi có thể tiến tới thì càng tốt ạ. Rồi, em nói một câu gì với anh của em đi, cho ảnh thẳng lên, anh tự tin lên xíu chứ anh vậy hoài rồi sao người ta dám bấm nút. Thiệt luôn á, nói một câu với anh trai đi em. Cố lên chứ. Rồi đơn giản vậy thôi đó hả? Vậy thôi. Rồi, hiểu hết nhau không? Hiểu chứ chi. Rồi vậy em nói một câu gì với chị gái này đi. Anh em nhìn rất là hiền lành, thật sự là như vậy, nhiệt tình với người khác. Lên đây thì có thể là hơi rụt rè, nhưng mà em mong chị có thể tạo một cơ hội gì đấy để có thể hai người tìm hiểu rõ hơn về nhau. Mong là sau chương trình này thì có thể gặp lại chị. Em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn em. Chị có muốn nói gì câu với em đi, em có nói quá trời kìa. À, em cũng mong cái chương trình này nó làm cái cơ hội để em với anh có cái dịp để mình tìm hiểu nhau. Thì nếu mà phù hợp thì mình có thể tiến xa. Rồi, vậy ha. Rồi, cảm ơn em gái. Cảm ơn. Rồi bây giờ mình chơi trò chơi nha. Trò chơi này cho anh dạng dĩ lên nha. Bóc lá bài đi nè đồng chí. Rồi, chọn màu đỏ là hiểu giới tính rồi đó. Đây. Rồi, gặp lớn lên. Cái gì vậy? Gặp xong ông ụp xuống ông rồi ông cãi đầu. Cái này khổ quá chứ. Cái này khổ quá chứ. Gặp lớn lên coi. Trời ơi, chị giấy. Em đổi. Đọc lớn lên đi coi cái gì thì đổi, cái gì mà đổi. Bạn nam hãy cõng bạn nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Có gì đâu mà đổi. Trời, tưởng dễ cõng người ta lắm hả? Không phải chị ơi, em nặng lắm. Không phải chị ơi, em nặng lắm. Ừ, đâu có dễ cõng người ta gì đâu. Này, em đổi. Đổi gì không có được, đổi gì giờ. Em thương lượng với bạn gái đi. Giờ không cõng thì ẩm hay không? Không. Cho anh hát bài được chị. Bây giờ anh hát được không? Đứng lên đi qua đây thôi, đừng qua đây anh đi. Hát được đứng không? Lên đi qua đây đi. Xong ca với anh. Ê, hai người này có mặt phun thê nha. Đứng lên, đứng lên, đứng sát cho tôi nhìn coi nè. Rồi đó, giờ đọc cái yêu cầu đó là hai người tự bàn với nhau phương án đi. Mình chơi đơn giản, mình nắm tay được rồi. Thì khó. Anh hát đi. Đó, trời, người ta cho nắm tay rồi kìa. Hát đi, giờ hai đứa nắm tay nhau, nhìn thẳng nhau nè. Đắm đuối rồi hát. Đó, hát xong ca luôn cũng được nữa. Đúng rồi, anh hát bài nào xong ca em thuộc là em hát được hả? Đúng rồi. Nắm tay đứng chỗ rồi. Là thế cộng đúng không? Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng. Thuyền anh ra khơi có ngày chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô. Anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chăn chứa bao tình. Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi ớ hò ớ hò. Trời ơi, hay, hay, hay mà cũng giời ơi. Hát hay mà. Vậy không? Gì mà xúc mồ hôi luôn hả? Và anh nóng lắm luôn chị. Vậy hả? Nay nóng hả? Rồi giờ sẵn đứng đó luôn nè, đọc cái yêu cầu thứ hai coi lại gì nè em gái. Cái yêu cầu này. Rồi đọc lên coi. Yêu cầu bạn nam kể ra ba bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Trời đất. Rồi thôi về chỗ ngồi đi rồi kể chuyện. Để cho ông đứng hoài ông xỉu à. Cái bài nào cũng qua em thế này. Ủa tại vì em ai biểu con trai mà bóc màu xanh không bóc bóc màu hồng. Bóc lộn bên rồi. Đầu tiên bí mật gì mà chưa từng chia sẻ với ai? Ba điều. Nhưng kiểu là sợ rắn đi. Đúng không? Rắn. Cái này giống em đó. Sợ rắn mà có gặp con rắn lần nào chưa? Không gặp nhiều chứ. Rồi gặp nó là phản ứng của mình như thế nào? Chạy hết. Trời ơi. Rồi nó có con nào rượt theo không? Cũng chưa thấy. Chưa thấy. Vậy có gì đâu sợ. Dạ là nhìn thấy là sợ. Nhìn thấy là sợ. Bây giờ vẫn còn sợ. Vâng. Rồi, một còn chuyện gì nữa? Cái gì vậy? Nhìn gì vậy? Chị bỏ rắn dưới chân. Trời ơi, rắn ở đâu đây? Tự nhiên tôi bỏ vô chân. Tôi là con rắn chúa đây nè. Rắn ngồi cái bên đây nè. Gì nữa? Hai. Thật xấu không? Trước đây thì mình có hút thuốc nhưng mà cũng nghỉ rồi. Cũng chưa có gì xấu. Gì xấu không? Gì mà giấu giếm á chứ gì mà.
khó nói, ngại kể mọi người. Dù là ba ngày mới tắm lần là đồ từng giặt hay là ngủ là thích gì đó, thí dụ gì đó. Thế nghe mày không có? Không có. Ưu điểm không được. Ưu điểm không à? Chắc vậy. Vậy em kể ra một ưu điểm nữa của mình. Em có thể tự sắp xếp cái việc nhà, việc cá nhân của mình, là có thể tự nấu nướng chăm sóc bản thân cho mình. Có chơi thể dục thể thao gì không? Một tuần như vậy em chơi đá banh tầm khoảng 2 đến 3 trận. Đá banh hay banh đũa? Rồi bây giờ còn một điều thứ ba nữa, bạn gái giúp bạn trai đi nè. Nãy giờ mình cũng nghe là bạn gái nói một điều bí mật của bạn gái cho bạn trai nghe đi nè. Nhưng mà em có cái thật xấu là em lười đồ lắm chị. Lười đồ? Lười đồ em mặc ai ủi? Không, tức là lười nhưng mà vẫn phải ủi. Chứ không phải lười là bỏ không ủi. Nếu tức là em đem một đống đồ rồi đó em để và em ngó mấy tiếng đồng hồ sau mới ủi. Có nghĩa là dù có ngán cũng phải làm, đúng không? Ủa mà nó nghe nè, hồi nãy giờ chị cho hai bạn nhiều thời gian tâm sự với nhau lắm á, mà vẫn còn chưa hết ngại ngùng nữa hả? Hả? Em chắc phải tầm tháng, tháng nữa hả? Rồi chậm quá vậy. Rồi bây giờ ví dụ như mối quan hệ này, ví dụ mà được đi, ví dụ bữa nay bấm nút hẹn hò đi, thì chừng nào là hẹn hò bữa đầu tiên đi chơi? Chắc chiều luôn. Chiều luôn. Bắt đầu quen bao lâu thì em nghĩ là nếu mà hợp thì tiến tới hôn nhân được? Theo em nghĩ để cho hai người tự nhau tìm hiểu một thời gian. Gian là bao lâu? Theo em là bao lâu? Đúng tầm 4-5 tháng gì đó. 4-5 tháng thì chậm hơn có thể khoảng hơn năm gì đó. Tức là khi mà thật sự là thấu hiểu cuộc sống của nhau rồi, là thật lòng có thể là tiến với nhau được thì lúc đó mới... Mà nãy giờ nói thiệt là hai người đã nhìn thẳng vào mắt nhau lần nào chưa? Chắc em nhìn ảnh không á chị? Nhìn thẳng vào mắt cổ lần nào chưa? Bây giờ cho hai bạn 30 giây nhìn thẳng vào nhau. Mỗi người nói một câu cuối cùng chốt hạ rồi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn 30 giây bắt đầu. Nhìn nhau để kiểm tra cảm xúc của mình, kiểm tra lại hồi nãy giờ mình đã trao đổi với nhau những gì, kiểm tra lại, suy gẫm lại cái người trước mặt mình là ai, có hợp với mình hay không, để mình đưa ra cái quyết định cuối cùng mình cho nó chính xác, mà mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Rồi hết 30 giây, mỗi người nói một câu, bạn trai nói trước. Thì nãy giờ cũng nói chuyện với nhau, cũng tâm sự với nhau. Nếu như trường hợp mà đây là phải quyết định thì chỉ mong là mình có thể tạo cho nhau một cái cơ hội để có thể có cái thời gian mình tìm hiểu nhau. Mời em. Thì em cũng cứ nghĩ giống ảnh, thì mình bây giờ quyết định bấm nút là để cho một cái thời gian để mình có thời gian để mình tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Ảnh hiền quá nên là khi không có cái thoải mái cởi mở để chia sẻ, nên là em hy vọng thì sau buổi gặp mặt hôm nay thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu với nhau. Rồi hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha. Đồng ý bấm nút là đồng ý bắt đầu một mối quan hệ trai gái, tìm hiểu yêu đương để tiến đến hôn nhân. Chương trình này sắp sửa có cái đám cưới xảy ra nữa rồi đây nè. Sắp sửa có một cặp đôi đám cưới vừa mới báo tin cho chương trình, và sắp tới ekip sẽ đi dự đám cưới. Cho nên cái nút bấm này nó rất là quan trọng. Đương nhiên tình yêu là còn ở phía trước, nhiều thứ chúng ta không nói trước được, nhưng người ta phải bấm cái nút bấm này với một tâm thế hết sức là nghiêm túc để đi con đường lâu dài. Còn không phải bấm vì lịch sự, bấm là chúng ta trở thành bạn trai bạn gái và sẽ nắm tay nhau và phải hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau trong chương trình hẹn ăn trưa này. Lưu ý suy nghĩ thật kỹ nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bây giờ em định bấm mà nghe chị Tường nói thì em suy nghĩ. Ảnh thật sự anh hiền, ảnh tốt thật. Nhưng mà em là người rất ít nói, nhưng mà em muốn cái người bên cạnh em nó phải hoạt ngôn hơn em nhiều để cái cuộc sống nó tránh cái thằng nhàm chán. Thật sự anh rất là hiền và chân thật. Rồi mời hai bạn đứng lên. Một lần nữa thay mặt cho chương trình chúc cho hai em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé. Rồi cảm ơn hai bạn rất nhiều. Nói chung hai bạn đó cũng tốt, hiền lành, rất là chân thật. Nhưng mà cái mục tiêu mình đưa ra cái đó là một bạn nó phải hoạt ngôn, là nói chung là phải lanh hơn mình xíu. Mà bạn nó hiền quá nên là tôi sợ là sau này hai đứa là nó gây sự nhàm chán với nhau.
với lại cái chương trình này phát sóng rất là rộng rãi, có thể là một bạn nào đó cảm thấy anh đó phù hợp hơn á, thì nó nhường cái cơ hội đó cho người ta. Thật sự là mình đến giờ phút này mình cũng còn run, nhưng mà mình cũng cảm thấy vui, bởi vì ít nhất là mình có cơ hội mình chia sẻ cái tâm tư nguyện vọng của mình cho người khác. Còn cũng tôn trọng quyết định của bạn gái, tức là nhiều khi vì những cái gì đó có thể mình chưa đến được với nhau thì đó là cái duyên. Cái chuyện mà chị Cát Tường nói cái đó là một phần mình hiểu được cái ý nghĩa của cái nút bấm đó, thành để chị mới nhấn mạnh điều đó. Thưa quý vị, và Cát Tường cũng xin một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ thì thời lượng đã phát sóng đã hết rồi quý vị.